Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với video của mình. Các bạn mua hàng thì liên hệ với mình qua số Zalo mình ghi trên màn hình, số 0978513336. Và nếu như các bạn là người lần đầu tiên đến với video của mình thì hãy like, share hoặc đăng ký kênh để nhận thông báo cho các video mới nhất nha các bạn. Thì trên tay mình đây là con Redmi C11. Máy ngoại hình thì còn rất là đẹp. Chỉ có một cái lỗi nhỏ ở cái chỗ khay sim này thôi. Sứt một chút một tí ở đây. Đấy, còn lại là hình thức bên ngoài là còn rất là đẹp. Không có lỗi gì khác nữa. Đấy. Con này thì là bản 2GB. RAM 2GB và bộ nhớ 32GB. Và đây là điểm AnTuTu của nó. Đây, điểm AnTuTu 110.546. CPU là 45.585. Cả màn hình là 16.011. Cái điểm này là điểm RAM 28.177 và điểm phần mềm là 20.733. Con này thì màn hình kích thước là 6.52 inch, cam trước là 5 MP và cam sau là 2K, 1K 13 MP và 1K 2 MP, 1K 13 MP, 1K 2 MP và một đèn flash. Dung lượng pin con này là 5000. Đây là sản phẩm chính hãng của Redmi các bạn nhé. Mình có thể vào phần xác minh để các bạn thấy này. Đây là tất cả những linh kiện bên trong máy. Đây là tên máy này, CPU này, cái quả trùng khớp này. CPU có 8 lõi, GPU là card màn hình này, cũng trùng khớp này. Độ phân giải màn hình này. Đây, tất cả những cái gì ở bên trong thì AnTuTu đều search ra hết. Mình sẽ đi test thử một số chức năng cho các bạn thấy nhé. Mình sẽ vào phần máy ảnh. Đây, máy ảnh này. Máy ảnh có thể zoom lên 4x các bạn nhé. Rất là sắc nét luôn. Rõ nét luôn. Đó. Mình thử cam trước này. Cam selfie. Uy tín luôn nha các bạn nhé. Ngoài ra cái phần cấu hình thì các bạn có thể search lên Google là tên máy là Redmi C11 nha các bạn. Và em này chạy phiên bản Android 10, RAM 2GB, 8 lõi và bộ nhớ trong 32GB. Đó. Hỗ trợ thẻ nhớ. Hiện tại không có SIM. Máy thì rất là mượt nha các bạn nhé. Mình sẽ thử cảm ứng này. Trượt tay nhảy xuống bên này đó. Pin hiện tại thì đang là 42% này. Mình sẽ làm cái gì để cho nó tiêu hao pin để các bạn thấy nhỉ. Game thì con này mình chưa cài game. Chưa cài game. Pin em này là 5000 nha các bạn nhé. 5000 mAh. Chưa cài game. Mình biết chơi gì.
ở trong điểm AnTuTu nó cũng có điểm của pin nhé các bạn, nhưng mà theo như các reviewer khác thì nói là cái pin này thì là tình trạng pin ở đây nó không được chuẩn lắm ấy, thì mình cũng vẫn mở ra cho anh em tham khảo xem nhé. Không có bản ghi này, cái này nó phải có một chu kỳ sạc này. Đấy, chắc chắn sạc ít nhất đủ một chu kỳ pin này. Đấy, thì nó mới đo được pin. Nhưng mà pin hiện tại ở đây thì là nó vẫn đang báo là pin 5000 mAh. Độ ổn định của nó là từ 43 độ đến 50 độ này. Ở trên máy thì mình lưu sẵn cái trang có thể là các bạn sẽ liên hệ được với mình nhé. Đây, Anh Group này. Đây là kênh Shopee của mình, YouTube mình và website của mình này. Đây là website thôi, nhưng mà thực ra đây là cái blog của mình thôi. Đây mình để cái một cái icon này nhá. Hình thức máy đây các bạn này. Máy rất là đẹp. Máy mình bán là 1.3 triệu nhé các bạn. Bạn nào ưng thì liên hệ mình số Zalo 0978 513326, hoặc là bạn nào là người mới lần đầu tiên đến với video của mình thì hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh, và nhớ bật chuông thông báo để nhận thông báo của những video tiếp theo mới nhất nha các bạn. Máy thì mình bán mình sẽ tặng kèm một củ sạc 2.4A hỗ trợ sạc nhanh, có dòng là 5V 2.4A. đấy, các bạn sạc vào nhanh vù vù, và một cái tai nghe AKG của Samsung. AKG thì hiện tại chỗ này mình không có cái tai nghe ở đây, thì mình sẽ có tặng một tai nghe và một củ sạc. Ngoài ra thì ốp thì sẽ không có nha các bạn, chỉ có nếu như có cường lực mình sẽ dán cường lực luôn cho các bạn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.